tin của cô. Nào, đội hình chuối mini, bước lên đây cho cô. Đội hình chuối mini, nhanh lên. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nhanh lên nào, các em của cô. Một hàng dọc đằng trước. Thắng. Trả lời thật là lớn lên nào, em tên gì? Dạ em tên là Khả Hân. Vâng, rất là lớn luôn. Rồi, em tên gì? Em tên Nguyễn Văn Cường. Tốt. Em tên gì? Em tên Phạm Duy Anh. Tốt. Còn em tên gì? Em tên là Ngân Chi. Tốt. Dạ, còn em Hứa Minh Đạt. Tôi không biết em. Em đứng qua một bên. Rồi, các em của cô. Cô thấy là các bạn học tập khá là mệt mỏi. Trước khi mà các bạn học tập thật là tốt, thật là sung, thì bây giờ chúng ta hãy đến bài thể dục. Cô chính là cô giáo dạy thể dục nhịp điệu. Các bạn hãy nhìn theo cô nhé. 1, 2, 3. Cô hít thở, hít thở, hít thở. Tay lên cao lên trời. Tay dang ngang bờ vai. Tay song song trước mặt. Buông cả hai tay. Nào, các em đã thấy khỏe hơn chưa? Khỏe chưa? Khỏe chưa? Chưa? Được. Ai bây giờ cô ép dẻo cô? Con biết ép dẻo hả? Yeah. Mời con ra ép dẻo. Nào bạn Khả Hân, hãy ép dẻo. Các bạn thấy chưa? Wow. Mặc dù cái giọng hơi buồn ngủ nhưng thôi không được. Không được đúng không? Chúng ta nam cái quần hơi chật, ép dẻo sẽ bị rách quần đúng không? Nào các em, chúng ta đã sẵn sàng tinh thần để mà đón tiếp cô giáo viên dạy thể dục của chúng ta chưa nào? Dạ rồi. Các con đứng dậy, chào cô, học sinh nghiêm. Chúng con chào cô ạ. Rồi, thấy chưa? Thấy học trò rất là lễ phép. Rất lễ phép. Bây giờ tới sự lễ phép của cô. À, cô chào các con. Chào thầy giáo có sự cà khịa khá cao. Thầy giáo có sự cà khịa khá cao. Cô thật là vui tính. Thầy Đạt đúng không ạ? Cô Lan. Hôm nay có bản tin gì? Dự báo thời tiết. À, tin thức ăn hay là tin gì? Đây, vú sữa hoàng kim đắt như tôm tươi. Các con hiểu như thế nào về... Con biết cô hỏi gì chưa? Dạ rồi. Rồi, mời con. Rồi, mời con Ngân Chi. Dạ, vú sữa hoàng kim con đoán cái chữ là cái vú sữa là trái vú sữa rồi. Còn hoàng kim là chắc là một cái tên hoặc là một cái trái vú sữa mà nó có cái gì đặc điểm gì đó trên cái trái vú sữa đó. Đắt như tôm tươi, ý là con tôm tươi nó rất là đắt. Con tôm tươi nó đắt. Vậy con tôm càng không đắt. Có ăn qua tôm hùm chưa? Dạ rồi. Tôm hùm nó có đắt hơn con tôm tươi không? Dạ. Con không biết giá. Tôi tự mình dưới vấn đề của cô. Tôi tự mình dưới vấn đề của cô. Bây giờ là gì? Vô nặng vấn đề đắt đi. Đắt như tôm tươi, ý là cái trái vú sữa đó nó rất là đắt. Mà đắt như cái giá tiền mà của con tôm tươi á. Phân tích cho cô được hai cái chữ hoàng kim không? Hoàng kim nghĩa là gì? Rồi, Duy Anh đi. Dạ, kim là một cái cây kim. Kim là cây kim. Hoàng kim như là cái cây kim người ta đặt tên là hoàng, người ta gọi là hoàng kim. Là cây kim là tên là hoàng. Đúng. Là kêu là hoàng kim. Con biết ý nghĩa nè. Rồi, Ngân Chi. Dạ, kim á là bằng kim loại. Hoàng là hoàng nghĩa là hoàng hậu, ý là cái kiểu như là bà hoàng hậu bằng kim loại. Không phải. Là trái vú sữa bằng kim loại luôn. Dạ không phải. Không phải. Hoàng kim là một thứ rất là đắt. Mòn rất là đắt. Đắt tiền. Nói chung là thứ lợi rất là đắt, rất là cao sang. Dạ đúng, không? Đúng rồi. Ừ. Còn đắt như tôm tươi là ý nghĩa gì? Ý là đắt khách như tôm tươi, tôm tươi rất là đắt khách. Bây giờ mời cô chốt đi nào. Cái câu này thế nào? Cái vú sữa hoàng kim này nó rất là đơn giản. Kim là gì? Kim là vàng. Một trái vú sữa màu vàng người ta gọi là vú sữa hoàng kim. Còn đắt, đắt như tôm tươi, đơn giản là người ta thường hay ví von là cái món đó được nhiều người ưa chuộng và người ta hay mua cái đó nhiều thì người ta sẽ gọi là đắt như tôm tươi. Hồi nãy thì cô thấy bạn Ngân Chi có cái sự hài hước và cũng rất là thông minh. Cô tặng cho em một cái icon có 5 cái mặt cười. Cái chữ cười là chữ cười lon đó. Chữ cười, dạ. Cười lớn. Dạ con cảm ơn. Cười con lo. Cười lo, cười lớn, ha ha ha, đều đó. Yeah. Rồi, cô thấy là bạn Duy Anh, tư duy cũng rất là sắc sảo và đáng yêu. Cô tặng cho em icon like. Cảm ơn cô. Yeah. Con Khả Hân cũng có cái sự rất là đáng yêu. Cô tặng cho cô icon trái tim.
Cô biết tết kim không? Không. Và bạn cuối cùng mặc dù trả lời lại đáp án của các bạn mình, nhưng không sao, cô ghi nhận cái sự lắng nghe của con để có thể trả lời lại y chang bạn của mình. Cô tặng cho con một trái tim. Chúng ta sẽ tới phần ca dao tục ngữ. Cô Phương Lan đây sẽ đọc một câu ca dao tục ngữ và tụi con hiểu cái câu ca dao như thế nào và giải thích cho cô Phương Lan nghe. Bây giờ các em hãy nhìn nha. Bán anh em xa, mua láng giềng gần. Bán anh em xa. Ai hiểu câu này rồi, mời Duy Anh. Có nghĩa là mình bán những người anh em của mình đi. Mình bỏ những người anh em của mình để mình đi với những người xung quanh mình và không ở với những người anh em mình nữa, mình sẽ đi với người khác. Là mình sẽ bỏ anh em mình sẽ đi với người khác ở những nơi gần hơn. Là nếu như mình có thể bán là mình sẽ bán anh em mình luôn. Không luôn. Văn cường. Rồi, văn cường. Dạ. Ý người ta nói là mình đang ở chung với anh em của mình. Cái anh em của mình mới đi đâu đó, cái đi đâu đó không thấy quay về. Ừ, đó là cái câu chuyện anh thế chạy dạy. Đó là câu chuyện anh thế chạy dạy. Dạy cho nó dễ hiểu. Là cuối cùng là con chốt là gì? Dạ, mình đang ở với anh em của mình, đi đâu đó không thấy quay về đó. Mình cứ ở nhà mình không cần đi tìm. Mà tôi biết tại sao con nói là một anh người đi, anh em của mình đi đâu đó mà không thấy quay về không? Ừ, cô chưa hiểu tại sao con lại nói như vậy. Tại vì ví dụ nha, anh mình sống trong nhà với mình mà cô mình lại không có con, xin ba mẹ mình nuôi một đứa con của anh mình, là anh chị mình lúc đó anh chị mình mới ra đi làm con của cô của mình. Là sao? Đó là câu chuyện gia đình của bé, chúng ta nên bỏ qua. Ngân Chi. Dạ, bán anh em xa mua láng giềng gần. Giống như là anh em ở xa là muốn đi thăm mà lại phải đi xa thiệt xa. Rất là mệt thì là bán anh em đi. Bán anh em đi. Rồi lấy cái tiền đó mua láng giềng gần. Giống như là mình không cần tới anh em nữa, là mình đi chơi với người khác. Mình đi chơi với người khác không cần tới anh em luôn. Khá hơn. Rồi Khá hơn. Có ba mẹ chăm lo rồi mình khỏi cần đi xa chi cho mệt. Mình bán anh em đi, bán anh em đi, rồi lấy tiền bán mẹ luôn, bán anh em bán mẹ luôn, bán anh em bán mẹ luôn. Không phải, ý là chỉ là những người con bất hiếu á. À, cái câu này là ám chỉ những người con bất hiếu. Mẹ của mình đó là những người con bất hiếu. Cười khát tổng. Cô không nghĩ là Khả Hân thương khi con nghĩ xong mà có thể trả lời một cái câu mà gây sốc cho cô thế như vậy đúng không? Cô chạy cả nước mắt luôn á. Thật sự cô mẹ con đâu. Hả? Nhưng mà con không bán mẹ con đâu. Đó là hành động những người bất hiếu đúng không con? Bán anh em, bán luôn bà mẹ. Chứ con không phải là bất hiếu. Rồi, bán anh em xa, mua láng giềng gần có nghĩa là sao? Anh em ở xa, khi mà mình ở đây tối lửa tắt đèn, chỉ có những người láng giềng ở bên cạnh mình mới có thể giúp đỡ mình những lúc mà mình cần thiết như vậy. Còn anh em ở xa quá thì họ không thể nào giúp đỡ được. Tôi nói vậy cô đồng ý với cô Lan. Các con nghĩ như thế nào về câu trả lời của thầy Đạt? Chính xác. Rồi, nếu mà chính xác thì được. Thực sự thì từ nãy giờ tôi vẫn cảm thấy thầy có một cái gì đó cười lớn ra nước mắt. Tôi sẽ tặng thầy cái này. Cảm ơn cô. Rồi. Các con hãy trả lời cho cô câu hỏi này. Da ở đâu trên cơ thể người là dày nhất? Da ở Khả Hân đây nè. Da nhiều nhất là bắp đùi. Bắp đùi. Bắp đùi. Tại vì mấy cái da trên đây thì nó có mỡ nên là nó mỏng. Lỡ bắp đùi của con là không có mỡ. Tùy theo người, nhưng mà đối với con thì nó có mỡ, nhưng người khác ra không có mỡ thì sao? Con biết chỗ ở đâu không da dày nhất á. Con biết á. Rồi, ở đâu da dày nhất? Bàn chân. Thế con là ý kiến là bàn chân là da dày nhất. Dạ. Tại sao da bàn chân dày nhất? Tại sao nó lại dày nhất? Rồi, Khả Hơn. Dạ, tại vì mình hay đi tới đi lui thì nó từ từ nó dày dày lên. Con biết nè. Con rồi, biết rồi, mời Văn Cường. Văn Cường. Dạ.
tại vì chân mình là nó bên dưới đúng không? Thì mình thường hay dùng cái chân để mình đi tới đi lui. Nếu như mà cái da chân nó không dày thì mình đi có phải là mình đi chậm hơn bình thường không? Cái da chân nó phải dày mình mới đi nhanh được một chút. Bởi vì cái chân là nó chống đỡ nguyên cái người mình luôn. Rồi. Bởi vì sao cái chân nó là ở dưới. Rồi Ngân Chi. Rồi Ngân Chi. Dạ con đoán là da bàn chân nó dày dạ, nhất dày. Là bởi vì khi á mà mình đi, nếu như da mỏng thì nó có sẽ bị sức. Mà cái chân nếu mà bị đau thì rất là khó để di chuyển, đi qua đi lại được. Nên là cô đoán là da bàn chân là da bàn chân dày nhất. Mình dùng chân mình đi thì da bàn chân nó sẽ tiếp xúc nhiều với lại mặt đất nên da rất là dày. Vậy thì mình ngồi nhiều, mình ngồi rất nhiều thì ở trên bộ phận này da có dày không nhỉ? Không phải là chỉ có ngồi không mà là chúng ta còn có đi như vậy nè đó. Rồi. Nên là nó chứ chẳng lẽ nên là nó rất là dài chứ chẳng lẽ đi ngồi lớn chứ chẳng lẽ tụi con cứ ngồi sao mà tụi con còn gì đâu. Ơ nè nè người ta đi gì nè chung lẽ đi dài đó rất kỳ lạ. Bởi vậy thôi, ổn định chỗ ngồi lại, đừng nên quá khích, ta quay lại chủ đề chúng ta. Thì lúc nãy đa phần là các bạn chốt với nhau đúng không? Bạn nào cũng là ở dưới bàn chân của mình, đúng không? Và câu trả lời chính xác, da mà dày nhất trên cơ thể người là đó chính là gót chân. Bàn chân, lòng bàn tay lòng. Và lòng bàn chân. Và ở cái phần lòng bàn tay nè và lòng bàn chân là cái nơi mà có cái tuyến mồ hôi nó tiết ra khá là nhiều. Cho nên các bạn nhỏ phải nhớ phải thường xuyên rửa tay và rửa chân trước khi mà chúng ta ăn uống. Nhớ chưa? Dạ. Ở cái câu này thì lúc đầu thì đa phần các bạn trả lời chưa có chính xác lắm. Nhưng mà sau đó khi mà đã có sự phân tích thì các bạn cũng đã nhận ra được. Và cái người mà đầu tiên có cái sự sáng kiến cho cái câu trả lời này đó là bạn Văn Cường đúng không? Rồi, cô tặng cho con một ai con này. Con cảm ơn. Rồi bạn Ngân Chi tặng cho con luôn. Dạ con cảm ơn con. Rồi bạn Duy Anh cô khích lệ con tặng cho con một cái ai kênh. Và Khả Hôm tặng cho con một cái ai kênh luôn. Thì con cảm ơn cô. Các con nghĩ gì về câu hỏi này? Ăn buffet nên ăn nhiều thịt cá hay ăn nhiều rau? Ai đang buffet rồi? Con. Bạn nào cũng ăn buffet rồi. Cô cũng ăn buffet rồi. Thầy ăn buffet chưa? Buffet là gì? Thầy chưa từng ăn buffet à? Buffet có nghĩa là mình tự chọn cái món đó nhưng mà kiểu nó chạy vòng vòng, đồ ăn vòng vòng á. Xong rồi đúng rồi. Bao giờ là có nhiều cái quán buffet muốn ăn gì tự đi lấy á. Đúng rồi. Ăn bao nhiêu cũng được hết. Cô nghĩ là nếu như mà thầy của con chưa biết thì các con nên nói thầy con đãi tụi con đang buffet thì lúc đó thầy các con sẽ biết đúng không nào? Yeah. Bạn nào thích ý kiến này vỗ tay cả nào để chúc cho thầy đãi đi ăn. Thầy đãi đi ăn luôn. Thầy sẽ biết buffet là nói gì? Tụi tốn tiền. Buffet là đồ ăn chạy tự lựa món ăn. Đấy hoặc là lẩu ăn truyền còn có nhiều quán buffet thì chúng ta tự đi tới đi lui. Đi tới nữa. À chúng ta lại đi tới đi lui. Cái này là chúng ta gấp vô. Rồi gấp vô. Rồi. Nhưng mà vẫn phải tính tiền. Mình ăn buffet là mình sẽ ăn những cái gì? Con nhưng tốt nhất mình nên ăn cho cái gọi là tốt cho sức khỏe thì mình nên ăn là cá, thịt và rau. Cá, thịt và rau. Thì ăn cái nào nhiều? Ăn cái nào nhiều? Dạ, ăn cả hai cái luôn. Ăn hai cái nhiều luôn. Hai cái nhiều luôn. Rồi, Khả Hơn. Dạ là có nghĩa là chúng ta ăn đủ thứ món hết trơn nhưng mà tốt nhất là chúng ta ăn đủ hết các vitamin. Ăn các vitamin là vitamin có ở trên cái dĩa luôn. Dạ không phải, có trong nhiều thịt cá với rau. Chúng ta ăn nhiều chất đạm, chất bột. Cái chế độ của Khả Hân không, không được ăn chất béo, không được ăn chất béo. Không, nhưng mà phải ăn đầy đủ, ăn chất béo ít thôi. Ăn chất béo Khả Hân, ăn chất béo rất ít. Ăn chất béo nhiều là chất béo nó dư chỉ đó chị Khả Hân. Ăn chất béo nhiều là nó dư chỉ đó chị Khả Hân. Ngân Chi. Dạ thì là vô ăn buffet, nó rất có rất là nhiều món. Nhưng con nghĩ là mình nên ăn đồ chính. Với lại ăn tất cả các món nhưng mà phải được là đồ chính. Hạn chế ăn đồ sống.
Ăn đồ chín hạn chế ăn đồ sống. Dạ ăn đồ sống sẽ bị đau bao tử. Dạ ăn đồ sống sẽ bị đau bao tử. Con nghĩ nên ăn nhiều thịt cá và rau. Và nên mình nên ăn nhiều nhất là rau. Tại vì rau nó làm cho mình khỏe mạnh nè. Đó. Trong đó có cà rốt thì mình nên ăn và mình phải giảm bớt đồ chiên giòn lại. Dạ đúng rồi, con cũng giảm béo lại. Tụi con nghĩ là mình nên lấy thật nhiều đồ ăn hay là lấy vừa đủ đồ ăn hoặc là lấy ít đồ ăn? Dạ con nghĩ là lấy vừa vừa. Con cũng nghĩ lấy vừa vừa đủ đồ ăn của mình thôi, chứ mình không nên ăn quá nhiều, ta sẽ bị béo phì. Nhưng mà nếu như mà con lấy vừa hoặc con lấy ít thì con bị lỗ cái tiền con hay sao? Đúng không? Mình phải ăn cho đủ tiền của mình chứ, hoặc là mình phải ăn hơn cái tiền đó để mình cảm thấy là mình bỏ cái số tiền ra đó nó không uổng. Dạ không phải, mình phải ví dụ như là mình đoán là mình ăn như đây phần đi thì mình sẽ lấy như đó thôi, mình ăn hết rồi mình vẫn còn cảm thấy đói hay muốn ăn nữa mình mới được ăn tiếp. Con vậy lấy vừa đủ nếu như mà ăn xong còn đói thì lấy tiếp, chứ lỡ như mà mình lấy nhiều quá mình ăn không nổi bỏ phí thức ăn uổng lắm. Mình có thể đem về sao? Ví dụ như mình ăn buffet, mình đem thêm một cái túi nữa đó, ví dụ như mình lấy cái đó xong của mình ăn không hết mình đem về. Ví dụ như nhà con có nhiều anh chị, con đem về cho anh chị con ăn được không? Dạ không được. Dạ, ủa? Không được. Tại vì mình trả tiền rồi, mình muốn lấy bao nhiêu tùy mình chứ. Xí. Ủa sao, tại sao mà mình phải đem về trừ khi không xin phép người ta? Xin phép người ta tao mới đem về được. Người ta không cho. Những người ở nhà người ta có mua vé đâu mà người ta ăn. Tự nhiên mình đem về cho người ta ăn, cái người ta được ăn miễn phí. Còn cô khen buffet thì cô phải làm gì? Tụi con còn nhỏ là đang tuổi ăn tuổi lớn, tụi con có thể ăn cái gì đó thỏa thích, tụi con ăn tụi con mau lớn. Cô dạy thể dục là phải có eo mới vậy được. Đúng rồi, nhưng cô là cô đã có một cái độ tuổi mà nó trưởng thành, cho nên là cô sẽ không có ăn thoải mái giống như là tụi con được. Cô phải có chế độ đàng hoàng. Nhưng mà cô thì cô vẫn thích ăn nhiều rau hơn, nhiều rau củ để cho nó đẹp da. Các con thấy chưa? Để mà có một thân hình là thon gọn như là cô giáo dạy thể dục của mình là phải có chế độ ăn uống là điều độ, ăn rau, ăn cá thì có thân hình thon gọn để tập thể dục. Và trong phần này, thầy Đạt có một icon tặng cho Ngân Chi về hành động rất là hiện đại, ăn một buổi tiệc buffet là phải ăn vừa đủ ăn hết lại nữa, không ăn thừa thải phí phạm. Thật ra ngày hôm nay ở các cô thấy được một cái tinh thần đó là rất là nhiệt tình và rất là cố gắng. Thì cô khen ngợi cho cái sự cố gắng và nhiệt tình đó của tụi con. Đội chiến thắng sẽ là... màu đỏ! Bây giờ đây,